Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Fan Blog. Ngày hôm nay mình đã đi My Kingdom về và mua được một món đồ chơi rất thú vị. Đây. Tên tên. Các bạn có biết là món trò chơi gì không? Bây giờ mình sẽ mở ra nhá. Wow, các bạn thấy đẹp không? Đây chính là bộ đồ chơi Slimmy Sweet Ice Dream. Đây. Đây là cảnh quan của cái hộp. Cái đóng gói nhìn rất là dễ thương luôn đó các bạn. Ở đây nó còn có cả tem an toàn nữa. Tức là khi mình chơi nó sẽ không ảnh hưởng gì đến da tay cả. Nhìn cực kỳ dễ thương luôn. Ở đây thì nó có 4 hương nhưng mà mình đã lấy hương dâu vì nó mình thấy nó đẹp nhất. Bây giờ mình sẽ mở cái hộp này ra nhá. Phải dùng kéo để cắt băng dính đã các bạn ạ. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ mở ra nhá. Wow, rất là đẹp không các bạn? Đây mình sẽ lấy ra. Để cái hộp có một bên nhá. Đây, bây giờ nó có một cái đế ở đây này. Hộp nhìn cũng rất là xinh, bây giờ mình sẽ gỡ cái đế ra. Ui, đế nó siêu chặt luôn ấy. Rồi. Đây là cái hộp slime của chúng ta. Các bạn nhìn nhá, nhìn nó rất là đẹp luôn ấy. Giống y như kiểu một hộp kem thật luôn. Mà cái hộp của nó là bằng giấy nữa nên cực kỳ giống hộp kem. Bây giờ mình sẽ mở ra. Wow. Các bạn nhìn này. Đây chính là một em slime bên trong của chúng ta. Nó có cái màu hồng đỏ đỏ. Nó là siêu đỏ luôn ấy. Hơi ngửi thấy mùi rau rồi. Bây giờ mình sẽ cắt cái hộp này ra. Cắt cái túi này ra chứ. Mở ra có thể ngửi liền được cái hương dâu luôn đấy các bạn. Đây, giờ mình phải gỡ nó ra đã các bạn ạ. Mình sẽ gỡ ra để nó không còn một bóng nào trong này nữa. Mình nghĩ là mới đầu nó sẽ hơi bị dính với tay của mình ấy. Nhưng mà mình nghĩ là về sau nó sẽ đỡ dính hơn. Tại vì nó sẽ quen với cái tay của mình. Mình nghĩ là cái này cái, nếu mà bạn làm tự làm slime ở nhà thì rất là khó để có thể pha được một cái màu mà đỏ như thế này. Nó đỏ rất là tươi luôn. Ui. Siêu mềm. Bây giờ mọi người đợi mình lấy ra đã nhé. Nó rất là giống kem thật luôn đó các bạn. Wow. Bây giờ mình sẽ mở nó, lấy nó ra. Nó khá là bị dính vào cái bọc nên là mình phải rất là cố gắng để nó không bị dính vào nữa. Mềm lắm đó các bạn. Nhìn nó hơi ghê nhưng mà lát nữa sẽ đỡ ghê hơn nhá mọi người. Mình sẽ làm sơ sơ thôi để tí nữa thì mình sẽ làm nốt nhá. Cho nó đỡ dính vào túi. Mình làm sơ sơ để còn quay video thôi. Rồi. Đây là cái slime của chúng ta. Hình như là nó hơi bị dính một xíu. Để mình chơi một tí cho nó đỡ dính đã nhá. Bây giờ mình sẽ cho vào hộp và lấy ra như kiểu là làm kem thật nhá. Ôi hơi bị dính. Các bạn nhìn này, nó cực kỳ đẹp luôn ấy. Rất là bóng luôn. Các bạn có thể ngửi một cái hương dâu kiểu cực kỳ thơm luôn. Nó không phải là dâu thật đâu nhưng mà nó có kiểu cái cả mùi kẹo dâu pha với mùi kẹo bông gòn hay sao ấy. Thực ra là nó hơi dính, mình nghĩ là nó bị chảy hay sao ấy. Chắc là do thời tiết của Hà Nội quá nóng nên nó hơi bị chảy một xíu. Nhưng mà mình nghĩ là chơi một lúc sẽ không sao đâu nhỉ. Thế thì mình đành phải để nó ở đây vậy. Tắt dừng đi, thấy có cho không? Tắt dừng đi.